Ít cần luôn. Ít cần luôn. Các bạn ơi, ui 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 ui. Wow. Lưỡi con cá. Wow, tí nữa sẽ con tê. Wow, khổng lồ luôn. Quái vật. Mình cứ thử. Wow. Wow, không ngờ luôn á. Wow. Wow, đẹp trang luôn mọi người ơi. Ôi dồi ôi. Người xem này. Đứt lưỡi luôn. Wow, tí nữa sẽ may lô lên kịp. Wow, con cá trê khủng luôn các bạn ạ. Wow, ôi dồi ôi. Wow, ôi mọi người ơi, cá trê khủng này. Wow, nó to. Wow, không tin được luôn, mình đang sắp về rồi. Tự dưng lại dính con trê kinh khủng luôn, to quá trời luôn. Luôn hết cả tay. Ui, tí nữa sẽ nó đứt dây luôn. Wow.
còn run đấy các bạn. Wow, wow, một tí nữa là sấy luôn. Wow, ô oh, nó dính, nó lôi cái, nó lôi cái cần câu, nó bay luôn. Lúc đó mình không quay kịp cho các bạn xem. Wow. Thôi để mình này, trời cũng gần tối rồi, mình đem về kênh cho các bạn xem nhé. Wow, con trời phi kinh khủng luôn. Wow, wow, nó to. Các bạn đoán xem con này được mấy ký? Wow, kinh khủng quá. Con này mình đang về. Để mình đem về mình quay cho bạn xem nhá. Cần để quay cho bạn xem coi con này được bao nhiêu ký nha. Wow. Vật lộn với nó kinh khủng thật. Ê mọi người ơi. Wow. Tớ quá không lại nhẹ đó. Vô đây đánh xì xì đó. Bật cái đèn lên cái. À. Cái này hơn hơn 3 ký. Hơn 3 ký. Vừa con trên. Đất đất đang kề mắt. Về sớm tỏ dữ danh ấy. Hơn 3 ký nhá. Không, bên đằng hai thể. U đoàn hắn ăn phạt giật cái cân bãi luôn. U máy đang hắn lối cân đi luôn. Có máy đang con chúc được. À đừng đi cân này luôn. Hả? Thì đoàn ở cân là con bò dựa nữa. U máy tí nữa nó lối cả cân đi luôn. Lối đi thiệt chứ. Ừ, cả nên lối cân đi thiệt chứ. Nào cũng như con ngạc kiện đấy. Ôi. Máy đang chúc lại cân được. Quá kinh khủng. Ok, tạm biệt mọi người nha. Lấy thước đó.